Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ chuyến bay giải cứu, nói thách 18 án trảm sau khi ngã giá, tất cả đều sẽ thoát phải không? Một vụ án mà người ta không lôi ra được đường dây chạy án thì có nghĩa là đường dây chạy án này an toàn, chứ không có nghĩa là không có chạy án. Hiện nay tại Việt Nam, đường dây chạy án đã hiện diện ở mọi vụ án khắp nơi. Những vụ án của người dân không liên quan đến kinh tế và chính trị thì đường dây chạy án cũng thọc tay vào, nếu bị can có đủ tiền chi. Còn ở những vụ án liên quan đến các đại gia và các nhân vật chính trị trong bộ máy chính quyền thì gần như chắc chắn là có chạy án. Truy tố 18 án ở khung tử hình chỉ là cách nói thách để mà mặc cả. Ở nền tư pháp này, nếu thuê được luật sư cãi hay, có khi đương sự lại bị kết tội nặng hơn. Bởi ở xứ này không chỉ công an mới có quyền để thực hiện thứ quyền lực ngầm, luật là tao, tao là luật, mà cả quan tòa cũng tự cho mình cái quyền ấy. Chỉ có luật sư chạy án thì mới có thể gỡ được án, cho nên dù năng lực của luật sư có giỏi, có tài năng cỡ nào đi chăng nữa, nhưng không có kết nối được với đường dây chạy án, để làm cò thì luật sư cũng mãi mãi nghèo mà thôi. Chỉ có những vụ án mà bị cáo nghèo rất mùng tơi như các thanh niên ăn cắp gà, ăn cắp vịt về nhậu, thì mới không có bóng dáng của đường dây chạy án. Bởi nếu những kẻ chạy án nhảy vào thì họ sẽ nạy đâu ra tiền ở các bị cáo nghèo như vậy. Cho nên không phải 100% án là có chạy án mà phải trừ những thành phần bị cáo nghèo ra. Đã có chạy án thì có giảm án một cách vô lý. Rất nhiều vụ án như thế, không hiếm quan chức ăn hàng trăm tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ nhưng vẫn hưởng án treo. Chính loại án như vậy, tự nó tố cáo rằng đằng sau những bản án này có đường dây chạy án rất khủng. Án càng nhẹ, càng chứng tỏ đường dây chạy án càng mạnh hơn. Trường hợp Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên liệu có việc chạy án đằng sau hay không? Vụ chuyến bay giải cứu đang truy tố đến 18 án, khung hình phạt có thể lên án tử hình. Trong tổng số 54 bị can, việc đưa ra mức án nặng nề này làm một số người lầm tưởng rằng ngành tư pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam nghiêm minh. Tuy nhiên, theo đánh giá của những người am hiểu, thì đấy chỉ là cách nói thách của phía cầm quyền mà thôi. Bởi họ biết rằng những bị cáo bị đem ra xử, toàn những căn chức giàu có và các chủ doanh nghiệp nhiều tiền. Họ lại vừa ăn no nê trong vụ án chuyến bay giải cứu, cho nên phải ra giá cao để họ nhả tiền ra cho đường dây chạy án hưởng. Nói chung, đường dây chạy án này là loại kẻ cướp móc túi của kẻ cướp. Và những bản án nặng nề kia chỉ là cách để họ moi tiền thêm nữa. Đưa ra án cao là cách nói thách. Người thân của những người dính khung hình phạt tử hình đấy phải móc sạch hầu bao ra, phải tìm đến đường dây chạy án. Và một khi nhóm chạy án ăn no nề, họ sẽ giảm án cho những người này. Nếu sau khi kết án mà mức án không cao cũng như không có án tử hình nào, thì phải hiểu rằng đường dây chạy án này đã thao túng mọi bản án. Chỉ cần có tiền và biết đường chạy thì mọi thứ đều có thể. Một người trong ngành tòa án giấu tên cho Thời báo .d biết rằng có những đường dây rất quy mô, nó là liên minh giữa cảnh sát điều tra, viện kiểm sát và tòa án. Rất nhiều trường hợp bọn họ cố tình tạo ra án oan để buộc đương sự phải chạy trọt nhằm giảm án. Ai không chịu chạy trọt mà còn cố tìm luật sư giỏi thì họ sẽ kết án thật nặng cho bỏ ghét. Có thể nói những đường dây như vậy là tội ác khôn lường. Hoàng Văn Hưng là một trường hợp chạy án bị lộ. Vụ chuyến bay giải cứu đã bị lộ một phần đường dây chạy án, đó là cựu trưởng phòng 5 cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an Hoàng Văn Hưng và cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Tuy nhiên, vẫn còn đó đường dây chạy án khủng đang chi phối. Chính nó đang che giấu những quan chức gộc nhất vi phạm tội ác nghiêm trọng nhưng vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trường hợp ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đang phơi bày rất rõ hành động bao che của ai đó, mà một khi vụ án này do những tập đoàn thao túng thì sẽ không có công lý nào xuất hiện trong tòa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin vụ chuyến Anh giải cứu, nói thách 18 án trảm sau khi ngã giá, tất cả đều sẽ thoát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Con trai Nguyễn Phương Hằng nhằm thẳng Dũng Lò Vôi mà phang cho tới cùng. Có vẻ như câu chuyện gia đình của Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng không được hòa thuận, ít nhất là giữa ông Huỳnh Uy Dũng và con riêng của bà Hằng. Vào ngày 18 tháng 7, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, cơ quan này vừa chuyển đơn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng về việc bỏ lọt tội phạm trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng tới Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Vào hồi tháng 5, Bộ Công an đã trả đơn kiện của con trai bà Nguyễn Phương Hằng về Công an TP.HCM. Trong đơn của Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố giác bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng, tức là chồng bà Hằng. Ông Tuấn cho rằng ông Dũng là người giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội nhưng không bị xem xét xử lý. Theo đó, ông Nguyễn Quang Tuấn đề nghị xem xét vai trò đồng phạm của ông Dũng đối với hành vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, ông Tuấn cũng gửi đơn đến các cơ quan chức năng kiến nghị khởi tố đối với ông Huỳnh Uy Dũng vì cho rằng ông Dũng là người cùng có vai trò tổ chức cùng thực hiện hành vi có dấu hiệu đồng phạm giúp sức khi cùng bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện các chương trình tại livestream xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác như tham gia một số buổi phát livestream truyền hình trực tiếp có hô hào khích lệ ủng hộ tinh thần bà Hằng khi bà mắng chửi xúc phạm người khác, cho sử dụng trường đua chó đua ngựa của công ty cổ phần Đại Nam để tổ chức đặt tên chó đua, ngựa đua theo tên của những người muốn xúc phạm, cho sử dụng kênh YouTube của trường đua Đại Nam để đăng tải phát trực tiếp hơn 86 buổi livestream, nhiều bình luận và hơn 18 triệu lượt xem, vân vân. Vào ngày 18 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả đơn kiện của con trai bà Nguyễn Phương Hằng về Công an TP.HCM. Được biết, vào ngày 30 tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chuyển đơn của Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, đến Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền. Thông báo chuyển đơn cũng được gửi đến ông Nguyễn Quang Tuấn. Trước đó, ông Nguyễn Quang Tuấn đã gửi đơn đến Bộ Công an và một số cơ quan chức năng tố giác ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Như vậy, sau khi tố giác ông Huỳnh Uy Dũng lên tận Bộ Công an, rồi Bộ Công an lại trả đơn về cho Công an TP.HCM, thì con trai bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa chịu buông. Anh ta tiếp tục tố cáo lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nhưng rồi cơ quan này cũng lại trả đơn về cho Công an TP.HCM xử lý. Như vậy thì đã rõ ràng, con riêng của bà Hằng đang tìm mọi cách đẩy ông Huỳnh Uy Dũng vào vòng lao lý. Vào hồi tháng 2 vừa qua, Nguyễn Quang Tuấn phản đối việc ông Huỳnh Uy Dũng đòi giám định tâm thần cho mẹ mình. Theo ông Tuấn, từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam cho đến nay, ông Huỳnh Uy Dũng và luật sư danh tiếng nhiều lần gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra, viện kiểm sát trưng cầu giám định tâm thần đối với mẹ của ông. Giả sử trưng cầu giám định tâm thần mà bà Hằng có vấn đề về tâm thần thật thì sao? Nghĩa là bà Hằng sẽ thoát tội. Tuy nhiên, nếu sau này phát sinh tranh chấp về tài sản chung, thì tiếng nói của bà Hằng sẽ không có giá trị. Đấy chỉ là nếu, mà có đến hai chữ nếu. Nếu bà Hằng bị tâm thần và nếu có tranh chấp tài sản sau đó. Vào hồi tháng 2, con trai của bà Hằng có phản đối ông Huỳnh Uy Dũng yêu cầu cho giám định tâm thần đối với bà Hằng. Chuyện chồng đòi giám định tâm thần cho vợ trong trường hợp bà Hằng là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là trong một gia đình có nhiều mối quan hệ phức tạp như vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng. Ông Huỳnh Uy Dũng tuy là đại gia, tuy ông khôn ồn ào trên sân nhà và sản chứng khoán, nhưng ông rất nổi tiếng không chỉ ở Bình Dương mà cả nước. Việc quan hệ giữa ông và con cái với người vợ trước đó không ồn ào. Tuy nhiên, quan hệ giữa ông với con riêng của bà Nguyễn Phương Hằng thì không hề êm đẹp chút nào. Tại sao con trai bà Hằng 5 lần 7 lượt muốn cột chân ông Dũng Lò Vôi vào tù? Và tại sao ông lại đòi giám định tâm thần đối với vợ mình? Đó là những câu hỏi đang bị bỏ ngỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Con trai bà Nguyễn Phương Hằng nhằm thẳng Dũng Lò Vôi mà phang tới cùng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.